kim cang hộ pháp liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ. Mấy ông mẹ TikToker ông ấy tôn một thằng lên, ông ấy gọi là kim cang hộ pháp. Thôi thôi các ông ơi, mẹ kim cang hộ pháp cái đéo gì, nói mẹ trắng phớ thế, đéo muốn nói bậy phải nói bậy. Tôi nói thật các ông này, các ông dựng lên một cái thằng các ông gọi là kim cang hộ pháp, các ông hại thầy Thích Minh Tuệ đấy. Mọi người đang yêu quý thầy Thích Minh Tuệ, tự nhiên các ông đưa một cái thằng mẹ rửa hơi ăn cám lợn vào, các ông bảo là kim cang hộ pháp. Thứ nhất đấy, thầy Thích Minh Tuệ chưa đạt chính quả. Cái thứ hai, thầy Thích Minh Tuệ cũng không phải là Đức Phật để mà có kim cang hộ pháp nhá các ông nhá. Cái thứ ba ấy, là cái thằng kim cang hộ pháp tham sân si này, coi thấy chụp ảnh thì mẹ hóng cả lên để chụp, xong rồi coi như là nói năng thì ba lăng nhăng, coi như là cố thể hiện mình là bảo vệ coi như là của thầy Thích Minh Tuệ. Tôi hỏi các ông các bà nhé, thì ông Thích Minh Tuệ, ông Tuệ ông ấy đang đi tu, ông đang tập tu nhá, thế thì liên quan gì, ai làm gì để mà bảo vệ à? Hay là các ông ké vào công bú phêm, các ông lại bảo là coi như là đi bảo vệ. Tóm lại tổ sư các ông dẹp con mẹ đi nhá. Mấy cái thằng TikToker ấy, thực ra là chúng mày coi như là dựng lên cái thằng này ấy là để chúng mày câu view câu like, để cho tăng thêm cái vẻ thần bí xung quanh thầy Thích Minh Tuệ thôi. Nhưng mà thôi, nếu có đạo đức thì dẹp đi nhá, để cho ông Thích Minh Tuệ ông đi tu, hiểu chưa? Thì còn tôi cũng nhắn rủ mấy ông của Hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam là như này. Đạo Phật ấy nó không phải của riêng các ông nhá, đạo Phật nó là của cả thế giới. Thế nên coi nhà ông Thích Minh Tuệ ấy, ông đi tu, ông ấy không cần phải xin phép các ông, không cần phải được các ông đồng ý, bởi vì đạo Phật không phải của các ông. Tôi nói thế một câu cho nó nhanh nhá.